ngay bây giờ, Huỳnh Ngân xin được mời quý vị sẽ cùng đến với những cái khoảnh khắc mang đến sự săn chắc và đàn hồi cho làn da. Một cái khung giờ rất là đặc biệt gửi đến quý vị bí quyết chăm da của phụ nữ Nhật Bản. Và khi mà chúng ta nhắc đến những sản phẩm mà có chữ collagen thì tin chắc là quý vị có thể nhận ra ngay công dụng quen thuộc của collagen đối với làn da của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì Huỳnh Ngân cũng xin được dành một chút xíu thời gian để mình nói cho những ai mà chưa có nắm rõ cấu trúc của làn da của chúng ta quý vị nha. Nói về collagen thì đây là một cái loại protein mà nó có mặt ở rất nhiều nơi trong cơ thể của mình, và trong đó thì nó là chiếm 70% cấu trúc của làn da. Và người ta coi collagen giống như là cái chất keo á quý vị, để mà nó kết nối, nó làm dính, làm săn chắc và làm sao để cho những cái tế bào ở dưới da nó có được cái độ bám dính vững vàng. Và nếu như mà collagen trong cơ thể của mình sụt giảm thì chuyện gì xảy ra đây? Dạ, đó chính là cái sự liên kết này nó bị lỏng lẻo. Và chuyện gì nữa sẽ xảy ra ạ? Đó chính là làn da của chúng ta mất đi sự săn chắc, bắt đầu nó sẽ chùng nhão, chảy xệ, và nghiêm trọng hơn là bắt đầu xuất hiện những cái nếp nhăn, những cái rãnh làm cho mình cảm thấy là ôi, tuổi tác đã ập đến rồi. Và cái chuyện này nó sẽ xảy ra thôi quý vị ơi, bởi vì sự lão hóa là không ai mong muốn, nhưng nó vẫn bắt đầu xảy ra ngay từ cái độ tuổi mà chúng ta cho là thanh xuân. Bắt đầu 25 tuổi đó quý vị, lúc mà chúng ta nghĩ là ôi mình đang trong những năm tháng đẹp nhất cuộc đời đó quý vị, thì sao ạ? Thì collagen đã bắt đầu mất đi. Mỗi một năm sau độ tuổi 25 là có 1% collagen trong cơ thể của chúng ta bị mất đi, bị tiêu hao đi. Và chưa kể là trong cái thời tiết mà nó nắng nóng nè, nó ô nhiễm nè, những cái bức xạ từ tia nắng mặt trời nó lại càng thúc đẩy nhanh cái sự mất đi, cái sự lão hóa của làn da. Và quý vị ơi, rất cần đó là cái quá trình chúng ta bồi dưỡng những cái dưỡng chất, trong đó collagen là thành phần làm nên 70% cấu trúc của làn da. Bây giờ chúng ta ăn cái gì để bổ sung collagen đây? Dạ thưa quý vị, chúng ta có rất nhiều những cái thực phẩm nó có thể bổ sung collagen. Tuy nhiên cái lượng mà chúng ta ăn vào bằng cái đường ăn uống bình thường đó, rất tiếc là nó không đủ quý vị ơi. Chính vì vậy nó làm cho da của chúng ta không được căng mịn nữa, không còn cái độ bóng nè, không còn cái độ mướt nè, và không có thể nào làm cho chúng ta tự tin khi mà mình nhoẻn miệng cười á. Đó, bắt đầu những cái dấu chân chim nó xuất hiện nè ha. Rồi những cái rãnh nè đây ạ, gọi là những cái nếp nhăn tĩnh, nó sẽ xuất hiện. Ngay cả khi chúng ta không cười, chúng ta không nhăn mặt, chúng ta không nói chuyện thì những cái nếp nhăn đó nó vẫn hiện diện. Vậy thì làm sao đây ạ? Nếu mà ăn không đủ để cung cấp collagen, vậy thì bây giờ mình tìm đến những cái loại thực phẩm bổ sung collagen đi quý vị ơi. Như là những cái sản phẩm mà Huỳnh Ngân đang có ngay trước mặt của mình bây giờ, đó chính là gì ạ? Collagen Top, một trong những cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng và uy tín đối với người dùng Nhật Bản. Và đây là sản phẩm mà quý vị mang về tất cả những cái bí quyết làm đẹp của phụ nữ Nhật đó quý vị. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ đất nước Nhật Bản. Và thành phần collagen ở trong mỗi một cái chai uống này á quý vị sẽ làm cho quý vị hết sức yên tâm luôn. Nó đúng như khuyến cáo của rất nhiều chuyên gia, đó là mỗi ngày mình cần phải bổ sung là 5 gram collagen. Dạ, vậy thì trong mỗi một cái hộp như thế này mình có 10 chai. Mỗi chai xinh đẹp đẹp mà quý vị nhìn thấy đó, nó có chứa là 5 gram. 5 gram collagen đúng như cái lượng khuyên dùng mỗi ngày cho chúng ta quý vị nha. Còn nói 5 gram thì nghe nó nghe có vẻ ít thật quý vị. Thật ra không phải ạ. 5.000mg. 5.000mg chính là một cái liều dùng khuyến khích của tất cả những cái chuyên gia về làn da, là mỗi ngày chúng ta đều phải dùng cái lượng collagen nhiều đến như vậy đó ạ. Nhưng mà chắc chắn là qua đường ăn uống bình thường không thể nào bổ sung đủ được cái lượng này cả. Và chắc chắn là có nhiều chị em lại còn có rất là nhiều kiến thức về da thì cũng sẽ thắc mắc liền luôn quý vị, đó là collagen gì vậy em? Bởi vì collagen bình thường với cái cấu trúc của nó khá là lớn, hấp thu bằng đường uống nó không có dễ, có thể là nó không có phát huy được hiệu quả. Vậy thì Huỳnh Ngân xin nhấn mạnh, collagen có mặt trong sản phẩm ngày hôm nay là collagen peptide, tức là collagen đã được dùng phương thức thủy phân để làm nhỏ, chia nhỏ cái cấu trúc của collagen ra. Và vì vậy mà chúng ta hấp thu cực kỳ dễ dàng và hiệu quả. Có rất nhiều nghiên cứu và có nhiều người đã cho rằng là cái việc mà hấp thu collagen thủy phân á, nó sẽ giúp cho chúng ta hấp thu dễ hơn, lên tới 7 lần lận quý vị, so với cái collagen với cái cấu trúc lớn thông thường.
Và bây giờ mời quý vị sẽ cùng nhìn với Huỳnh Ngân cụ thể thành phần trong mỗi một cái chai uống này nha. Nó sẽ có collagen peptide, có nghĩa là collagen thủy phân đó quý vị, gelatin nước ép dứa 5000mg trên mỗi một chai uống 50ml như thế này nha. Có nghĩa là cái lượng đủ dùng cho một ngày, mỗi ngày chỉ cần dùng một chai là đã đủ nhu cầu rồi quý vị ha. Tiếp theo chúng ta còn có thêm những thành phần quý giá, đó là chiết xuất nhau thai cừu, đó là sữa ong chúa. Và chắc chắn nghe đến nhau thai cừu, nghe đến sữa ong chúa thì tất cả những chị em nào mà quan tâm đến việc làm đẹp cho da đều phải biết những cái thành phần này nó công dụng tốt như thế nào cho làn da của mình, đúng không ạ? Coi như là nó sẽ làm gì ạ? Làm chậm được cái quá trình lão hóa cho làn da của mình. Rồi lại còn có thêm chiết xuất dâm bụt nè, acid hyaluronic mà mình rất là thường nghe, đó là HA đó quý vị. Nó sẽ cấp ẩm cho làn da rất là tốt ha. Rồi còn có rất là nhiều các loại vitamin như là vitamin P, vitamin B1, B2 và B6. Đây đều là những thành phần sẽ mang đến cho làn da của chúng ta sức sống và sự tươi trẻ. Chắc chắn rồi, thành phần quan trọng nhất vẫn là collagen. Và ngày hôm nay chúng ta mua, một lần mua là mang về cho mình tới 20 chai collagen quý vị nha. 20 chai collagen này có phải là một cái thương hiệu xa lạ không? Dạ không ạ. Đây là bí quyết từ collagen Nhật Bản, chất lượng từ Nhật Bản quý vị nha. Một đơn hàng hôm nay quý vị mua cực kỳ lợi luôn. Chỉ có 1.180.000 đồng thôi, mình mang về tới 20 chai, mỗi chai 50ml. Và quan trọng là quà tặng cũng cực kỳ hấp dẫn, một hộp thạch collagen glucosamine. Và nó sẽ có một cái vị rất là thơm ngon, vị đào quý vị nha. Một cái hộp như thế này thì mình sẽ có 7 gói ở bên trong. Và chúng tôi cam kết đây là sản phẩm từ thương hiệu Kyodai, do công ty phân phối độc quyền tại Việt Nam mang đến cho quý vị, với rất là nhiều những cái cam kết đảm bảo cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Đây là hàng Nhật 100%, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Và chúng tôi cam kết với quý vị là hàm lượng trong sản phẩm này rất là cao. Hàm lượng là 5000mg một chai, gồm có collagen thủy phân, cho nên rất là dễ hấp thụ vào cơ thể của chúng ta. Và nếu mà cô chú anh chị nào bắt đầu cảm thấy là ô mình quan tâm đến sản phẩm này quá, mình muốn biết là sản phẩm này nó sẽ mang đến những cái công dụng gì, thì đây chính là thời gian mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những cái dấu vết của lão hóa. Và lão hóa đó là gì ạ? Đó là khi mà chúng ta thấy tự nhiên những cái vết chân chim nó xuất hiện ở đằng sau đôi mắt. Đó là khi những cái rãnh bình thường mình coi nó là một cái rãnh rất là duyên ở cái phần mũi má đó quý vị, thì bây giờ bắt đầu nó hằn sâu, nó đậm hơn. Và thậm chí là cái gì ạ? Bắt đầu cái phần da nó bị trùng nhão, nó bị chảy xệ. Đó là khi mà collagen ở bên dưới da bắt đầu mất đi sự liên kết, nó không còn có cái tác dụng là nâng đỡ cho các mô ở dưới da nữa. Lúc này đây các mô nó sẽ rời rạc, nó sẽ bắt đầu thiếu đi sự liên kết và sự trùng nhão chảy xệ. Đó, quý vị thấy không ạ? Cái da mình giống như nó bị đổ sụp đi vậy đó. Vậy thì làm sao đây? Mình phải bổ sung collagen. Không thể nào mà dễ dàng bằng cái đường ăn được đâu ạ. Bởi vì thật ra mà nói là cái lượng mỗi ngày cần phải cung cấp đến là 5g, tức là 5000mg collagen á, rất khó để có thể hấp thu được qua đường ăn uống thông thường. Còn bây giờ mình Ngân mời quý vị là sẽ cùng nhìn một cái dạng sản phẩm rất là nổi tiếng và đang được ưa chuộng hiện nay. Đó là sản phẩm collagen dạng uống, sản phẩm chính của chúng ta. Và dạng gel mà quý vị nhìn thấy hồi nãy, tức là dạng thạch đó quý vị. Đó là sản phẩm quà tặng. Những sản phẩm collagen này quý vị ơi, thật ra mà nói chúng ta tìm hiểu đi, chúng ta sẽ thấy là người người nhà nhà đã dùng rồi, đã có rất nhiều công dụng rồi. Và giải pháp này đã được công nhận là bổ sung collagen, giúp cho làn da của chúng ta tăng được sự đàn hồi nè. Và rất phù hợp cho phụ nữ sau 30 tuổi. Thực tế là sau 25 tuổi đã là lúc chúng ta cần phải bổ sung collagen rồi quý vị ơi. Làn da của chúng ta bắt đầu ở độ tuổi trung niên đó là nó sẽ khô sạm nè, nó sẽ kém đi cái độ tươi sáng cũng như là các nếp nhăn ngày một phát triển sâu và rộng hơn. Nhưng như ngày xưa mình có thể thấy là mình cười thì nó mới nhăn, nhưng bây giờ ngay cả khi mặt mình không cười, cái nếp nhăn nó vẫn còn tồn tại. Vậy thì hãy uống collagen mỗi ngày đi ạ. Sẽ giúp cho làn da của chúng ta được cải thiện rất là nhiều. Nó sẽ làm chậm cái quá trình lão hóa nè, nó sẽ làm chậm cái tình trạng sạm nám nè, nó sẽ làm chậm lại những cái vết nhăn, và da của chúng ta nó sẽ căng mịn, nó sẽ đàn hồi săn chắc hơn. Rồi bây giờ cô chú anh chị ơi, đây ạ, mình đã từng nhìn thấy những cái làn da mà nó gọi là xuống sắc đó quý vị, bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác đó. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhìn qua ba cái gương mặt, thì mình thấy rõ là nó không có khác nhau cái gì hết ngoại trừ làn da, đúng không ạ?
À, và cái sự không khác nhau gì ngoại trừ làn da này hình như nó là tất cả rồi. Bởi vì làn da là cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể đập vào mắt người đối diện để báo cáo cái tuổi tác của chúng ta. Nhìn vào chúng ta thấy rõ ràng là ba gương mặt này nó khác nhau ở mỗi làn da thôi. Nhưng mà đây là ba độ tuổi đúng không ạ? 25, 35, 45, 55 hay 65. À, và chúng ta thấy là những cái dấu vết này chúng ta không hề muốn nó xuất hiện trên làn da của mình đúng không ạ? À, cái làn da chảy xệ nè, đây cô chú anh chị ơi, đôi khi chúng ta cũng có bao nhiêu đó số kg thôi, nhưng tự nhiên bước qua độ tuổi 35 tự nhiên mình thấy ô sao tôi có hai cái càm. Tức là gì ạ? Phần da nó chảy xệ đó, không phải là chúng ta mập ra đâu, không phải là chúng ta đã bị phát phì rồi mỡ nó tích tụ ở dưới cằm đâu, không đâu ạ. Các chuyên gia cho biết đó là do da của chúng ta nó bị mất collagen, nó sụp xuống, nó đổ xuống và nó làm cho cái phần cằm của chúng ta nó không có còn vi lai nữa, mà nó sẽ bắt đầu là ồ có những cái phần trùng nhão, nó kéo cho cái gương mặt của mình nó đi xuống. Và vì vậy cho nên rất nhiều những cái chị đẹp mà mình hay nói là những cái nét đẹp không tuổi đó quý vị, có thể là người ta ở cái ngưỡng 45, 55 nhưng mà tại sao cái gương mặt người ta nhìn giống như là ở độ tuổi 25 đến nhường vậy? Vậy thì có lẽ là người ta đã biết bổ sung collagen từ cái thời điểm mà collagen mới bắt đầu chớm mất đi. Tức là bước vào cái ngưỡng 25 tuổi là chúng ta bắt đầu sử dụng collagen thì nó sẽ làm cho cái collagen trên gương mặt của mình, trên toàn bộ cơ thể của mình nó được duy trì ở cái mức đủ dùng. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nó không có mất đi thì nó không có sụp đổ những cái liên kết. Vậy thì sao ạ? Thì collagen sẽ mang đến giải pháp. Tuy nhiên có một cái vấn đề ở đây là chúng ta không biết ra ngoài thị trường đó quý vị mua collagen gì đây. Tôi muốn nói là mua collagen nhưng tôi đâu có biết loại nào tốt và loại nào an tâm, loại nào an toàn khi sử dụng đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay nếu mà quý vị mua tại VTV Hyundai, quý vị đang mua được sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản quý vị nha. Kyodai là thương hiệu phải nói là quá nổi tiếng với những chị em nào quan tâm đến những cái yếu tố chăm sóc cho làn da. Kyodai một cái nhãn hiệu từ Nhật Bản quý vị ơi, mang đến cho quý vị sản phẩm collagen top và một cái hộp màu hồng mà quý vị đang nhìn thấy đó, ở bên trong sẽ có 10 lọ. Và ngày hôm nay quý vị mua sản phẩm này là Kyodai, công ty phân phối độc quyền tại Việt Nam, cam kết đây là hàng sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ nước Nhật. Vậy thì chúng ta hoàn toàn yên tâm rồi đúng không ạ? Và quý vị ơi, đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay quý vị còn mua được từ VTV Hyundai quý vị nha. Là chúng ta đang mua ở một cái gì ạ? Một cái thương hiệu mà mua sắm quá là nổi tiếng và quen thuộc rồi. Chúng tôi bán hàng qua truyền hình, nghĩa là chúng tôi phải có những cái giấy chứng nhận, chúng tôi phải có cả là các khâu kiểm duyệt để đảm bảo những thông tin chúng tôi chia sẻ đến quý vị hoàn toàn là chính xác. Bởi vậy quý vị cũng sẽ yên tâm hơn, không sợ tình trạng là mình gặp phải là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đúng không ạ? Rồi bây giờ Hình Ngân nãy giờ thật sự mà nói là cũng rất nóng lòng được có thể là chia sẻ cảm nhận của mình khi sử dụng collagen top để chia sẻ đến quý vị cái hương vị của nó. Đầu tiên là Hình Ngân rất ưng là cái chai này là chai bằng thủy tinh quý vị ha, lại còn có cái thiết kế là tối màu. Tối màu như vậy để làm sao ạ? Hạn chế cái tình trạng là ánh sáng nè, ánh nắng nè nó chiếu vào và nó làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm ha. Cho nên mình thấy là đóng gói bao bì là rất đẹp rồi đó. Hình Ngân sẽ mở một chai ra. Đây, wow, có một cái lớp niêm phong nha quý vị nha. Rất là chặt chẽ đây để cho chúng ta có thể là đảm bảo được những cái giá trị dinh dưỡng ở bên trong được giữ gìn ha. Và bây giờ Hình Ngân xin được phép thưởng thức ạ. Chua chua, ngọt ngọt, rất là thơm. Quả thật là trong sản phẩm này có nước ép dứa đó quý vị. Cho nên là mình thấy cái hương nó rất là từ tự nhiên ha. Cái hương đó là hương trái cây, rất là ngon. Ngọt ngọt, chua chua, dễ uống vô cùng. Và Hình Ngân thấy là không có một cái gì gọi là khó chịu khi mình thưởng thức cái chai collagen top này cả. Quý vị rất là yên tâm khi dùng nha. Hình Ngân xin phép là mời quý vị là để vào tủ lạnh. Mình sẽ thấy là cái hương vị nó sẽ còn đậm đà hơn, nó sẽ còn thơm ngon hơn nữa. Và hàm lượng này là hàm lượng cao quý vị nha, 5.000mg cho một chai sản phẩm như thế này. Đây là cái hàm lượng được khuyến dùng đó quý vị, được khuyến dùng là mỗi ngày từ 5g, tức là 5.000mg collagen để có thể giúp cho làn da của chúng ta có thể là chậm được cái quá trình lão hóa nè và giữ được những cái liên kết collagen được chặt chẽ theo thời gian.
Rồi bên ngày hôm nay thì chúng ta là mua một lần 20 lọ giống như Huỳnh Ngân vừa uống nha quý vị. Nghĩa là mình uống được rất là lâu. Mà chưa kể là gì ạ? Chúng ta còn có quà tặng hấp dẫn nữa. Quý vị có thấy quà tặng là 7 gói nhỏ nhỏ đúng không ạ? Đó là 7 gói thạch đó quý vị. Đây cũng không phải là thạch ăn chơi cho vui đâu. Thạch này là thạch collagen. Thạch này là thạch collagen quý vị nha. Và Huỳnh Ngân nói thật là cái thạch này ra ngoài mua là không có rẻ đâu nha. Mắc đó quý vị. Bởi vì sao ạ? Cái thành phần ở bên trong này là 15.400mg lận quý vị ơi. Một cái hàm lượng rất là cao luôn. Cái này không phải là ăn vô thưởng vô phạt đâu. Đây là thạch collagen với hàm lượng cực kỳ cao. Và nếu mà ai quan tâm đến cái việc mà dùng collagen á, thì chắc chắn là sẽ biết cái dạng thạch này bây giờ đang gọi là một cái trend á, một cái mốt mới trong cái việc thưởng thức collagen đó quý vị. Rồi và bây giờ Huỳnh Ngân sẽ dùng thử cho cô chú anh chị cùng nhìn nha. Rồi để xem là cái dạng thạch ở bên trong nó như thế nào. Đây Huỳnh Ngân sẽ cắt ra, mời cô chú anh chị nhìn thử nha. Đây cái dạng collagen này nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ sệt sệt, dai dai. Gọi là thạch đó là giống như là thạch của mình ăn rau câu rồi đó quý vị. Các loại thạch dẻo xeo ly nè ha. Đây. Và chắc chắn một điều là mở ra là Huỳnh Ngân nghe ngay cái mùi đào. Rất là thơm, rất là đậm đà mùi đào nha cô chú anh chị nha. Huỳnh Ngân xin phép được nếm thử. Dạ. Rất là ngon luôn á họ. Đây. Cách dùng cũng rất là dễ luôn. Mỗi lần mình ăn tới đâu thì mình cứ đẩy cái tay mình lên tới đó. Đây ạ. Thì cái phần thạch nó sẽ nhô lên quý vị ha. Đây. Quá là hấp dẫn luôn. Và quý vị ơi, cái quà tặng thạch này Huỳnh Ngân nói rồi, nếu mà mua lẻ rất là đắt, bởi vì hàm lượng collagen rất là cao. Nhưng hôm nay là quà tặng để làm gì ạ? Để cho cô chú anh chị có dịp dùng thử. Dùng thử trải nghiệm xong thì cô chú anh chị sẽ có thể dễ dàng là tìm mua, hoặc là trong những lần phát sóng tiếp theo VTV Hyundai có thể là sẽ bán cái sản phẩm rất là hấp dẫn này cho quý vị ha. Nhưng riêng hôm nay là quà tặng không tính tiền nha. Mà combo của chúng ta hôm nay tới 20 chai thực phẩm bổ sung nước uống collagen top 5.000mg trên mỗi chai 50ml. Tổng cộng mức giá chỉ có 1.180.000 đồng. Một bộ sản phẩm quá hấp dẫn, bí quyết từ Nhật Bản thưa quý vị. Để quý vị có thể bổ sung cho làn da của chúng ta thành phần rất là quan trọng, đó là collagen. Và không chỉ có collagen dạng thủy phân cực kỳ là dễ hấp thu đâu ạ. Mà sản phẩm hôm nay còn có nước ép dứa, còn có chiết xuất nhau thai cừu, có sữa ong chúa, chiết xuất giấm mục, cùng với rất là nhiều các loại vitamin. Trong đó thì phải nói là HA cũng là một trong những cái thành phần rất là quen thuộc trong những cái sản phẩm dành cho làn da. Acid hyaluronic quý vị ha. Rồi vitamin thì có các loại vitamin cũng rất là cần thiết cho cơ thể của mình luôn. Vitamin T, vitamin B1, B2 và B6. Những thành phần quan trọng này sẽ cung cấp cho làn da của chúng ta những dưỡng chất tối ưu. Và quan trọng là gì nữa ạ? Đây là sản phẩm được sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Mà Nhật Bản thì quý vị thấy là quá nổi tiếng với các sản phẩm dành cho làn da rồi, và nhất là collagen. Nhắc đến collagen, người ta gần như lập tức nghĩ ngay đến đất nước Nhật Bản, một trong những cái đất nước tiên phong đi đầu trong việc là mang đến dòng thực phẩm bổ sung có collagen chăm sóc cho làn da của chị em phụ nữ chúng mình. Và quý vị ơi, ngày hôm nay mình mua về một lần á là 20 chai quý vị nha. Mỗi chai có hàm lượng 5.000mg collagen thủy phân, tức là một cái dạng collagen đã được dùng phương thức thủy phân
chia nhỏ các phân tử collagen ra, cho nên nó cực kỳ là dễ hấp thu vào trong cơ thể của mình. Để làm sao đây, những chị em phụ nữ cho dù bước vào độ tuổi là U30, U40, U50, U60, mình vẫn có thể là tự tin rạng rỡ với làn da săn chắc, căng mọng. À, và quan trọng là gì ạ? Hạn chế sự xuất hiện của tàn nhang, thâm nám và những vết chân chim. Quý vị thấy không ạ? Trước và sau khi sử dụng, đôi khi chúng ta thấy là ở một cái nếp hằn nhẹ ở đuôi mắt thôi, nó cũng kéo cái tuổi của chúng ta đi lên rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi đôi khi là một chút xíu những cái đốm nâu, những cái tàn nhang đó, nó cũng làm cho mình kém đi cái sự tươi trẻ và lộng lẫy. Tuy nhiên quý vị ơi, quý vị thấy không ạ? Trước và sau khi sử dụng những cái sự thay đổi nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng nó đã mang đến cả là một thanh xuân ùa về cho chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ cùng xem nha, cái cột mốc mà 50, 60 á. Đây là cái cột mốc mà chúng ta lại càng cảm thấy là mất tự tin vào trong cái làn da của mình. Dạ, vậy thì bây giờ mình thử đi ạ. Mình hãy dùng collagen từ khi mà mình chỉ bắt đầu bước vào độ tuổi là U30. Mình đã bắt đầu có thể là cho con gái của mình nè. Đúng không ạ? Con gái của mình U30 là đã dùng được rồi. Để làm sao đây, khi mà con bằng tuổi mẹ, con vẫn có một cái sự tự tin đối với làn da của mình. Và nếu con gái ở nhà thấy mẹ của mình cứ hay là xăm soi nhìn gương để rồi buồn lòng vì những cái nếp nhăn mới xuất hiện á, thì các chị em ơi, mình cũng mua tặng cho mẹ mình đi. Một bộ sản phẩm như ngày hôm nay đang có mức giá rất là tốt. Đôi khi mình đi tìm collagen top của Nhật Bản ở một số những cái hiệu thuốc hoặc là những cái cửa hàng bán lẻ đi, mọi người sẽ thấy là họ có thể lên tới 700 ngàn cho một cái hộp chỉ có 10 chai thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tại VTV Hyundai, một hộp 10 chai nhưng một đơn hàng mình mua được 2 hộp nha. Tổng cộng là 20 chai, mức giá chỉ có 1 triệu 180 ngàn đồng. Mà lại tặng cho quý vị thêm đó là gì ạ? 7 gói để trong một cái túi lớn quý vị ha, 7 gói thạch collagen nữa. 7 cái gói để trong một cái túi này á, thấy đơn giản như vậy ha, nhưng mà quý vị ơi, hàm lượng là 15.400mg. Chính vì vậy mà cái mức giá để mà quý vị tìm mua ở bên ngoài cũng không phải là rẻ đâu ạ. Tuy nhiên hôm nay nó là quà tặng để cho quý vị có thể thử sử dụng. Và biết đâu trong tương lai chúng ta lại coi nó như là một cái bí quyết độc quyền của mình để giữ được sự thanh xuân và tươi trẻ. Làm sao đây để cho chúng ta không còn cảm thấy tự ti với làn da chảy xệ trùng nhão khi bước vào tuổi trung niên? Đó là chúng ta hãy biết chăm sóc cho làn da của mình. Và trong đó thì collagen Nhật Bản luôn luôn là một trong những cái phương pháp đầu tiên mà chị em phụ nữ ở độ tuổi U30 tìm đến đó quý vị. Chai thực phẩm bổ sung mà chúng tôi mang đến cho quý vị ngày hôm nay, một đơn hàng sẽ có 20 chai, mỗi chai là 50ml ha. Và mỗi chai sẽ có hàm lượng rất là cao collagen thủy phân, 5.000mg cho mỗi chai quý vị ơi. Và sản phẩm ngày hôm nay mức giá đang cực kỳ ưu đãi, chỉ còn 1 triệu 180 ngàn đồng, một mức giá quá là tốt rồi. Nhưng chúng tôi vẫn tặng thêm cho quý vị một cái túi thạch collagen glucosamine, vị đào rất là thơm ngon nha. Và một cái túi như thế này sẽ có 7 gói nhỏ bên trong, mỗi gói lại chứa 15.400mg collagen luôn. Và quý vị ơi, một lần nữa, đây là hàng Nhật Kyodai, công ty phân phối độc quyền tại Việt Nam. Cam kết quý vị là mang về sử dụng đi ạ, mình sẽ thấy được cái hiệu quả rất là rõ rệt chỉ sau một cái thời gian, một cái liệu trình mình dùng thôi. Và ngày hôm nay là mình mua một lần không phải là 10 chai, một đơn hàng mình mua 20 chai quý vị nha. Bởi vì những cái sản phẩm mà nó cung cấp dưỡng chất á, thì mình phải gọi là gì? Mưa dầm thấm đất. Chứ không thể nào mà mình chỉ uống có một ngày hai bữa xong rồi mình nói là sao không thấy cải thiện. Dạ, thật ra là collagen là một cái thành phần không thể thiếu mà chúng ta cần phải hấp thu. Và collagen nó chiếm tới 70% cấu trúc da. Đó là lý do tại sao nếu như thiếu đi collagen thì da của chúng ta bắt đầu chảy xệ, những cái sự liên kết chặt chẽ ở dưới làn da nó không còn nữa. Vậy thì quý vị ơi, uống collagen không bao giờ là hành động dư thừa. Chúng ta phải uống và uống duy trì. Chính vì vậy, khi mà cái gì mình cần phải uống duy trì rồi, mình phải quan tâm đến mức giá, đúng không ạ? Sau đó mình phải quan tâm là nó phải có chất lượng không? Nó an toàn không? Chứ để nhỡ đâu mình mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng mà mình cứ phải uống vô mỗi ngày, có phải là tiền mất mà tật mang hay không ạ? Cho nên ngày hôm nay quý vị đang mua được hàng Nhật chính hãng quý vị nha. Hàng Nhật mà đang bán ở trên truyền hình nghĩa là gì? Nghĩa là quý vị sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Hàng Nhật và mua trên truyền hình là mua có kiểm duyệt, là mua những cái thông tin mà quý vị nghe tới đâu là nó đúng tới đó. Chúng tôi không khuyến khích quý vị tìm mua những cái sản phẩm collagen trôi nổi ở bên ngoài, để rồi đôi khi chúng ta sẽ đau lòng vì tiền mất
tật mang, chưa chắc làn da của chúng ta được bổ sung những cái dưỡng chất cần thiết, mà đôi khi nó lại là hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, uống vào không thấy da đẹp lên, mà đôi khi còn gặp rất nhiều tác dụng phụ, đúng không ạ? Nhưng riêng Collagen Top, sản phẩm từ Nhật Bản mà chúng tôi đang bán tại VTV Hyundai ngày hôm nay, cam kết với quý vị là hàng Nhật chính hãng quý vị nha, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Và ngày hôm nay quý vị mua một lần là 20 chai. Và mức giá Huỳnh Ngân thấy là đang quá tốt. Bởi vì với chị em nào đã từng tìm mua Collagen Top rồi, mình sẽ thấy nha, đôi khi mình tìm mua một cái hộp như thế này, người ta phải bán là đâu đó 700 ngàn. Một cái hộp như vậy người ta bán đâu đó 700 ngàn. Mà chưa chắc là hàng thật, chưa chắc là hàng của Nhật chính hãng quý vị nha. Và chắc chắn là không bao giờ có quà tặng như ngày hôm nay mà chúng tôi mang đến cho quý vị đâu. Và nhắc lại với quý vị, bộ sản phẩm hôm nay chúng tôi bán 20 chai. 20 chai nghĩa là hai hộp lớn đó quý vị, mà chỉ có 1.180.000 đồng. Và quà tặng cực kỳ hấp dẫn và giá trị, một hộp thạch collagen glucosamine vị đào gồm có 7 gói ở bên trong quý vị nha. Và mỗi gói như thế này nó chứa tới 15.400mg lận, hàm lượng collagen rất là cao. Và chắc chắn là chị em phụ nữ nào mà đã tin dùng collagen, đã biết collagen Nhật là sản phẩm rất cần thiết cho làn da, thì ngày hôm nay đừng bao giờ bỏ lỡ chương trình với mức giá ưu đãi và quà tặng hấp dẫn của chúng tôi. Nhanh tay đặt hàng sản phẩm từ đất nước Nhật Bản, mang bí quyết làm đẹp của chị em phụ nữ Nhật Bản đến với làn da của chị em phụ nữ Việt Nam chúng ta. Làm sao đây để những cái mối liên kết collagen ở dưới da mình nó không bị đứt gãy, nó không bị hao hụt theo thời gian? Da gần như là không thể quý vị ơi. Bởi vì sau độ tuổi 25 thì sao ạ? Thì mỗi năm chúng ta lại bị mất đi 1% collagen. Trời ơi, cứ mỗi năm lại mất đi 1%. Như vậy đến năm mà chúng ta 50, 60 tuổi thì còn cái gì để mà níu giữ làn da của mình đây? Dạ còn ạ. Còn nếu như chúng ta biết cách chăm sóc, biết cách bổ sung collagen, mà không phải là collagen thường nha, bởi vì collagen thường cái cấu trúc của nó rất là lớn, cái cấu trúc phân tử của nó rất là khó để hấp thụ qua đường ăn uống. Tuy nhiên, sản phẩm mà quý vị nhìn thấy ngày hôm nay, cho dù là quà tặng dạng thạch hay là sản phẩm chính là dạng uống, thì đều chứa collagen thủy phân, nghĩa là đã dùng phương thức thủy phân chia nhỏ phân tử collagen ra để nó trở thành những cái phân tử nhỏ hơn, dễ dàng hấp thụ qua đường uống hoặc là đường ăn. Và như vậy quý vị thấy là ôi, đôi khi cái bí quyết làm đẹp nó không ở đâu xa, nó ở cách chúng ta có một cuộc gọi duy nhất thôi. Nhưng mà quý vị ơi, chần chờ là hết giờ nha, còn ít phút nữa thôi chương trình ngừng lại, thì đôi khi quý vị ra bên ngoài tìm mua chưa chắc có được mức giá tốt, chưa chắc là có được quà tặng và chưa chắc là được cam kết hàng Nhật như chúng tôi ngày hôm nay đâu. Nhanh tay đón ngay bí quyết từ collagen Nhật, chất lượng Nhật với mức giá hết sức Việt Nam 1.180.000 đồng. Nhanh tay gọi đặt hàng đi ạ. Theo như Huỳnh Ngân được biết là sắp hết hàng tới nơi rồi. Bữa sau mình quay lại mình cũng thấy collagen top, nhưng mà mình không thấy quà xịn nữa. Đôi khi mình thấy là ô, mua hai hộp mà sao mức giá nó cao quá, thì mình lại tiếc, ôi bữa hôm thấy ở Huỳnh Ngân giới thiệu mà không mua. Bây giờ mình biết giá nó, mình biết cái giá trị, mình biết công dụng của nó rồi, mình mua lại không còn giá tốt. Huỳnh Ngân rất mong là tất cả chị phụ nữ đều sẽ biết cách chăm sóc cho bản thân của mình để luôn luôn có được sự tươi trẻ rạng ngời cho làn da. Đừng quên, collagen top sẽ luôn luôn đồng hành cùng với hành trình trẻ hóa làn da của chúng ta các chị em nha. Và chúc cho quý vị có thể đạt được những đơn hàng thành công. Bây giờ Huỳnh Ngân xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.